Hiếu Minh Auto xin mến chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay trong cái video này em xin giới thiệu đến toàn thể các bác và mọi người là tất cả những sản phẩm đẩy mà bên Hiếu Minh đang bán và cung cấp trên thị trường cho các khách hàng. Thì như các biết thì kênh của em thì là một kênh có thể nói là chuyên cung cấp các cục đẩy lớn và nhỏ, với hiện đến thời điểm hiện tại bây giờ là 22 mã đẩy khác nhau nhé. Thì hôm nay em trưng bày ra khoảng 17 mã đẩy, còn 5-6 mã đẩy kia thì gồm có CA30, CA38 và sớm mấy nữa nhé, về CA40 là những cục đẩy cho các bác đi sự kiện, và cục đẩy vừa nữa là một cục đẩy XP8000S thì sẽ không có mặt trong đây. Thì hôm nay em để đại diện khoảng 17 cục thôi, 17 mã khác nhau, 17 mã khác nhau. Thì cái video này thứ nhất là để giới thiệu đến toàn thể các bác là những dòng đẩy mà bên Hiếu Minh đang bán, và cái thứ hai nữa là em phân tích về những sản phẩm đẩy, từ sản phẩm công suất đẩy nhỏ phù hợp cho chơi gia đình và những sản phẩm đẩy lớn 2 kênh, 4 kênh để bác đi sự kiện và chơi gia đình bác nhé. Trước mắt các bác có thể nhìn thấy em đây, em phân tích về dòng 4 kênh. Để riêng về bên 4 kênh, dòng 4 kênh thì bên Hiếu Minh có gồm 2, 4, 6, 7 dòng đẩy 4 kênh. Thì công suất cho ra thì đối với lúc K4 là dòng 4 kênh, cho công suất ra là 400W một kênh bác nhé. Nhưng mà 4 kênh là 1.600. Và BBK6 thì là 600W một kênh. Và BBK8 thì 800W một kênh. Một dòng đẩy BBK quá quen thuộc với các bác rồi trên thị trường. Thì đối với dòng BBK này thì bên Hiếu Minh có sản phẩm nội địa Trung Quốc và sản phẩm xuất, nghĩa là hàng xuất sang Việt Nam, còn là hàng nhập đấy. Bên Hiếu Minh có sẽ gọi là hàng nhập đấy. Và ngoài ra thì trên đó sẽ là cục Grem, một thương hiệu của Đức nhưng cũng sản xuất tại Trung Quốc thôi nhá. Sản phẩm này cũng đẩy ở Trung Quốc. E9000 công suất cho đạt ra là dơ 850W đến 900W một kênh bác nhá. Nhà dòng này cho bác có thể đi chịu sự kiện được này, sự kiện ở phòng hát vô tư luôn. Con này con game E9000 này thì công suất sẽ lớn hơn so với BVK8 một chút. Và trên đó thì cũng là một cục đẩy 4 kênh của ABV là AP4.9. Cục này thì em thấy anh em trên thị trường bán rất nhiều. Dòng này có 2 nguồn, em đã giới thiệu mổ nội thất rồi. Hai nguồn. Và công suất đạt cho ra nó cũng dường 850W. 850W, em theo em đoán là khoảng 800 đến 850W thôi, khoảng đấy. Và giá thành cực hợp lý đối với con này nhé, cực hợp lý. Và nhu cầu liên hệ trực tiếp em. Và trên đó thì cũng là cục đẩy được có thể bên Hiếu Minh đã bán được khoảng gần năm nay, khoảng 8-9 tháng nay. CA4009 4 kênh. Theo như nhà cung cấp giới thiệu thì con này cho ra 900W một kênh. Nhưng để con xuất thực mà để Hiếu Minh nhận định nó sẽ rơi vào độ 800 đến 850W một kênh. Với nhân với 4 kênh. Ở đây tất cả đây là những sản phẩm đẩy 4 kênh đều chất lượng nhá. Được Hiếu Minh bán rất nhiều. Và lỗi lầm gần như không có nhá. Hàng rất là chất lượng. Đó là sản phẩm 4 kênh mà bên Hiếu Minh đang bán. Hôm nay em quay tổng cộng 17 mã đẩy khác nhau. Thì hôm nay có một số mã thì em chưa trưng ra đây. Thì em lấy một số mã là đại diện thôi. Cũng như CA30, CA38 của Crest Auto hay CA40 sắp tới nhà Hiếu Minh về. Hoặc là cục đẩy Yamaha XP8000 là những sản phẩm không mặt trong ngày hôm nay. Em sẽ quay sang những dòng đẩy thứ nhất là đẩy liền vang. Dòng đẩy này Hiếu Minh đã giới thiệu ở rất nhiều các video. Trước đó là dòng đẩy BMB in cổng quang. Nghe là dòng đẩy có thể đẩy liền vang gọi là có thể là trước đó chỉ cũng chỉ là những dòng đẩy thích hợp Bluetooth thôi. Còn đây hiện tại là dòng BMB DAX5000 này là tích hợp cổng quang cho bác có thể cắm từ Smart TV xuống, các chế độ cài sẵn và dòng một kênh, như là các bác có thể chơi gia đình thôi với một cặp bát băng có 500W một kênh các bác nhé. Còn cũng phù hợp cho bác chơi gia đình với không gian lớn hơn, như các bác có thể chơi hai cặp loa, công suất Crown XLI 3500 với công suất ra là 1000W một kênh bác nhé, 1000W một kênh nha các bác.
Cái bình là hai cặp bát 30 căng đét luôn. Và cặp bốn cặp bát 4 25 nhỏ. Đấy. Nhìn rất hầm hố, nhà Hiếu Minh luôn tuyển chọn những sản phẩm đẩy ngoài chất lượng ra rồi. Giá thành hợp lý thì cũng phải hình thức kiểu dáng rất là đẹp. Và dưới đó là một sản phẩm đây dòng đẩy mang thương hiệu của Mỹ. Cờ Đao cũng vậy á, thương hiệu của Mỹ nhưng đều sản xuất tại Trung Quốc anh nhá. Đều sản xuất tại Trung Quốc. Vì vậy, con này thì vừa hôm trước Hiếu Minh đã giới thiệu rất nhiều rồi. Hai video, hai ba video rồi, dùng để hai kênh cho công suất ra là 850W đến 900W. Phù hợp cho bác chơi gia đình. Và main rồi con này rất là hầm hố. 2009D trên máy Class D nhá, đây là con xe thân ngắn. Class H thì nó sẽ máy thân dài và thân. Thiết kế hai kênh với thiết kế là 850W đến 900W một kênh. Đấy. Công suất tương đương với con V-Way trên. Tương đương. Đây là dòng đẩy. Và tiếp đó nữa XP tại bên Hiếu Minh rất là hot. P7. Vì con này nó con Yamaha XP7000S này thì thiết kế 32 sò nhưng 28 sò công suất hoạt động chính bác nhá. Là thiết kế 32 sò lại là bù áp và sò thúc. Thì còn cái con XP thì này thì em đã phân tích rồi là 750W đến 800W. Đều 800W kênh thì nhá, đều chạy máy Class H. Và điều khác biệt giữa xe 9 và xe 9 cộng chỉ là gì, con nó vẫn và chỉ đèn nháy thôi, còn đối với dòng xe 9 cộng cái mặt nhựa va kính này, nhựa va kính và màn hình hiển thị LED, hiển thị điện tử nhà, được cái nhìn cái độ hiện cao hơn và sang hơn đối với dòng xe 9 cộng. Và dưới đó cũng là con CA12 Santander. Con này cho công suất ra là 1000W một kênh bác nhá, 1000W một kênh. Cho bác chơi gia đình nhưng không gian rộng hơn. Nhà phòng nó dường độ là 560m, bác chơi hai cặp loa 30. Ok, hay là cặp bát 40. Đấy, phòng rộng hơn. Great Audio, một thương hiệu của Mỹ. CA68 và được sản xuất tại Trung Quốc anh nhá. Xe 9 hay xe 12 cũng vậy, tất cả những dòng này đều sản xuất tại Trung Quốc anh nhá. Em xin nhắc lại. Bên Hiếu Minh đang nhập về. Thiết kế 84 sò, con này thì đã được Hiếu Minh test ở rất nhiều video về chất âm cũng như là về nội thất. Ngoài cái dòng xe 68 khủng này ra thì bên Hiếu Minh còn có một sản 3 cục đẩy nữa là xe 30. Hút các bác về đi. Đó, chơi sự kiện rất hợp lý. Như vừa xong thì em đã sơ lược qua tất cả những sản phẩm đẩy ở bên Hiếu Minh đang bán. Thì ở trong video này em đang giới thiệu các bác là 17 mã đẩy. Cầu và liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh nhé. Thì những sản phẩm đẩy thì quay nội thất thì đây này, sơ lược bên ngoài
bác có thể xem được video và có thể cho mình có lựa chọn tốt hơn vì anh em có nhiều mã. Có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh qua số điện thoại là 0919182233 2233 hoặc số Viettel là 038984 0238 để em có tư vấn lên đơn ship code CD bác nhé. Hoặc các bác có thể Đông Hà Nội hành cho bác 1 năm nhé và đổi mới trong 1 tháng đầu. Đây là dòng đẩy 4 kênh này. Đây là dòng đẩy 2 kênh. Em đến đây là kết thúc và hẹn tất cả bác ở những video tiếp theo. Và cảm ơn tất cả bác đã xem video bên Hiếu Minh. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.